Bây giờ là 19 giờ. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ hai, các thành viên chính phủ đã làm rõ nhiều nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm. Hệ thống điện miền Bắc đối mặt với nguy cơ thiếu công suất hầu hết các giờ trong ngày. Thông tin tại cuộc họp hôm nay của Bộ Công Thương về tình hình cung ứng điện. Hơn 116.000, gấp 10 lần số thí sinh một số tỉnh thành. Sức ép rất lớn khi Hà Nội chỉ có hơn một nửa được tuyển vào lớp 10 công lập. Mức độ tiêu dùng tại các nước Eurozone vẫn rất hạn chế và thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự buổi tối thứ tư ngày 7 tháng 6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ